nào cùng nhau cho ánh sáng thế tôn ra người. Hôm qua sáng ta tin tôi tỏ thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chung vang lên cùng mây. Đúng rất là phấn khởi nữa, được về mang hoa về chùa để đại lễ Phật đản, chú rất là vinh dự và tự hào. Và nữa là rất là sung sướng, rất là thế là ngày lễ của Đức Phật nữa. Mình được mang hoa về thế là mình rất là vinh dự. Thế từ ngày chú biết được Phật pháp, thấy bỏ bao nhiêu cái ác bận làm cái lành, làm cái thiện lành, con người nó biết nhân quả thì mới trở thành con người tốt được ạ. Mình giúp cho xã hội là làm những cái việc thiện rồi để giúp đỡ bà con nghèo, rất là háo hức mong chờ từng ngày, mong sao với cái góp cái công sức nhỏ bé này để cho đại lễ được thành tựu viên mãn, Phật pháp lan tỏa khắp muôn nơi, nhà nhà được an lành hạnh phúc. Đường hoa đầy mơ trên hân hoan